triều cam đoan. Con thơ phái dừng lời, tôi tình xin dương mang. Khi đến nơi lôi đài, chúng tôi cam thọ hình triều đình toàn dầm dương gia. Bút son ký ra giấy vàng thiên nhan chứng lời. Cam đoan ngày nay ghi tâm nào phai, cầu mong xin nhớ giữ gìn đừng cho mất tình hoàng thân bất bình con lời nguyên. Công tôn tiên sinh, dù à, nguy nan chứ trung can không đáng quên. Ngại vì thân ta chứ bao công danh tăng thêm, luôn treo gương ngời sang nhân nghĩa. Lẽ đâu nay ngồi đây bố tài để tôi cung đảnh cảm giác quan. Điều thất tìm đến thiên nhan thần tình, linh thần đang bên thánh quân già già chứ thần. Một lời khuyên can nếu như vua không để tâm, xin gia gia cứ từ già lùi bước. Kéo nguy nan vì quân phản gian, đã minh tâm bại mưu kế sâu. Cho ngàn đau kim phủ dây thần này. Tôi hỏi ngài ly đi do gì mà tâu tình chơi những thiên nhan, cơ gì ngài định chịu quan đấy mà tính hại người hiền như vậy. Rõ ràng ngài còn hỏi cớ chi, dạng quê đầu đâu phải của hồ lưng, hắn cậy quyền kiếm đoạt là của riêng. Giả lại tình thanh vốn người xa xứ vừa qua chốn này, lẽ nào địch thần kinh cố dám tỷ tài ăn hiếp hồ lưng. Họ hồ cậy thế đánh người ta, chẳng may sờ sấy hụt chân mới cam tuyệt mang còn ngại nghi. Và tôi cứ thế tôi bầu thử xem hồ không có tránh tội không gia nghiêm bất kỳ con ngang thạc ác hoàng. Thử xem thánh quân xử ra sao. Bảo chân chuẩn, ngài nên bình tâm, đừng tin những lời ta gian. Giữ cho đôi bên thích vui, càng đi vào làm phiền thêm đồng liêu. Tình thân đừng nên để buồn hoàng ân. Vì dân à cùng lo thì đâu xa thì vì ức ca quan nên xét suy. Tôi không thần đừng ghi thân đời ta tròn trung nào chung chướng loài tà gian. Trên thiên nhang bàn án hình sống giam khi quân nga. Liêm chính đâu kiếp sợ quái trời. Ngài trung quân tôi cũng hoàn thân, nếu can dự sẽ bất hòa tình cảm. Pháp tâm bàn còn lưu để thiên thu. Cần phần gia hình không chỉ tình tha. Sáng ra từng ta quan ở qua bao lúc đâu. Hai nghĩ suy cấn ngôn mà phép không tha. Tuy ông có công lao tâm hoàng, chớ đừng ý mình. Án vua truyền
chữ ta đây hát diễn danh từ quê họ dù từ tiên dạy các lần bước hàng lâm học sĩ xuất thân trước nguy hiểm ta không hề khiếp sợ hẹn ngày ba hôm luật hình cai phong à hà công đường sư hà phân tìm ngay à hạ báo đưa về phủ khai phòng ta thẩm tra tuân lệnh gia gia hai trẻ lên đường sư mạng làm ma xong ma ngựa nguy tài cho hạ báo ha nhân chẳng nương tình à ha ha con lệnh cha gia we'll be right back.
chỉ một thân này cứu nhân sinh trong vườn vàng ác lương. Gương sáng thiên thu sứ sanh đi truyền lòng hăng xoay, lấy cái chết bao ân dù hy sinh cũng là có bao. Nếu chánh thân thang chừng bước chân hoài thi công trình hà, dạng triệu sân linh mong dùng lên trong tên tàn tàn. Thân ta có nghĩa lý gì nếu chết khi một thân này đánh nữa đi, ta đang cần cái chết. Chiều hàng phải khai ngọn nguồn cứu kiệt binh thoát lằn con ta. Bao tháng chỉ ta thôi, không ai xui ta hơn người hùng anh chưa mệt lòng rung chi. Vì sao đứng còn bao người hoài vọng đến ta. Công ta vào dương xuống nơi A Tỳ thấy diêm vương kiết bình sinh khai thiên cường lên ơi người chung mà danh chết cho dân. Ngài đã đúng cái màu dẫn xa nhập nguyên.
có bất ca lại á. Một gia các khổng minh kinh châu lúc hải cả. Vì chuyện triều đình hà hà là điều cơ mật, nên trẻ chẳng tố hà trình qua trên mẫu hậu. Buồn cơn càng tố hà sau này con lớn đem tài tê thế chấm mang sang hà gieo tiếng thơm muôn người ghi lòng. Đâu ngờ con lớn lo ganh tuổi tham chỉ riêng cho mình à, muốn người đi giàu vui chung trí lòng chẳng lòng mà lại dư phường làng xoay thu tâm mà không bằng à, xuôi vàng phu tướng lòng mong nào chẳng ngân tâu hoàng mẫu xin từ thân nên giận hờn mà thương dùng cho âu nhi thường phân đã là thường tranh vai hạ người dù gió cười chế cũng không mong tình. Nhưng xa trường chẳng đấu tranh đã dùng đến con già sắc nên là nhu mì cửa đường thông mà duy đạo chiều mang tiếng tay nàng nơi ô danh à, biết tính sao nay thuyền đã chờ người dành cùng đưa đến bên mơ lên mộng tình. Một lần gây lộn tôi từng mang mong đức ân vương hoàng bản phán trong lòng quân tôi cầu dinh phán dân đầu tiên khi thù riêng giết quan quỳ tung gió đau ngời vương biên tám chi tà gian an lòng dân tô định vương theo các vua luật hình ban xuống không hề sai trai phán vua tôi hành đâm anh ngăn ngừa nhau tâu hoàng gia giết đi đừng tha mong làm gương các quan về sau cái tâu cùng thiên nhiên phước ban cho họ là ra thù xuân phải đó lời trình quốc công đẹp như quả nhân điện hạ có công giải gia thu vua quan cha ông bị chắc quan ta tiền bán cho điện hạ rửa gia thù xin tuân lệnh bình tướng chờ ra quay xa phường điều hoa ân không báo ân gây thêm quan trường nguyện đô di nội gian lòng ta kiếm đao sẵn sàng chờ sông pha khá trương đại kỳ cùng quý gia danh ôn hầu ngàn năm sau còn truyền tam quân dân chí linh vua
ngày chia thân. Hóa về đón lâu quốc sưng à, cường à.
sự cố tàn. Quân sĩ truyền chiến mô giáo giao ước của mẹ cha nàng dối bỏ sánh căng thường với kẻ ngoài ban sớm màu rút quân mạng đó mới bảo toàn cười cho kẻ lang tầm hao sắc lượng tầm ban rẻ. Em đây khuyên Dương huynh nghĩ suy, chớ cứ mang mà thân chẳng an, chức công hầu đời anh hàng quy vinh sang tứ tôn quyết xa lê quê để tới dông hồn hương sĩ mạng dông hà ta. Mạng số nơi đau à, thân lạc má an, mong ước dở dang, kẻ phụ nước dông tình, quan chức chồng có chết không quên, hơi tiếng hoàng dân nước ngựa nghiêng hết mong phục hồi. Thần sắc lấp đầy non nơi chôn trần tiền tâm nguyện cứu giang sang nhưng có ngăn bước quân thù thôi đành nhắm mắt xuôi tay hồn quy thiên cảnh đã Cao Hiền Hầu ơi, tứ biệt sanh ly đã làm cho hoàng huynh nát già, phải nuốt thẹn cúi đầu. Nay em từ quan đã chức, rồi khổ dân cao trái ngang chất ngà chồng.
trong thanh bình lời quán ca phấn ba đất con lòng nhân sinh hiền qua đã bao thu rồi lòng không an chẳng nơi điều thủy lìa kinh đô thưa quân vương nơi dân vàng cầu cho an mình bẩm nguyên soái, chúng tôi đi từng trại bắt một chàng thanh niên dốc dáng khả nghi đột nhập vào dòng quân của ta, xin trình qua nguyên soái. Truyền dẫn nạp soái ra hỏi tội. Bước lên. À, gã kia tên họ là gì? Mau khai rõ. Giảm đột nhập dòng quân, có phải ngươi là dò thám của bọn hung nô quốc? Bẩm ngài, tôi không phải là tên dò thám, cố ý vào dòng quân là để đưa tin. Tả thừa tư cướp ngôi, từ hải thọ một lòng cùng nhạc phụ, chúa phong trần tất là thà phương, đúng ngày rằm pháo nổ phong quá đài. Hãy lập tức nội công hoại ứng, tạ quay đàn bút ký coi. Ta vừa xem tâm hồn kinh, não cân phần tại biên toàn dân kinh thành. Nhưng làm sao tính bức thơ này, cây đắng nào xanh trái mô bao giờ. Cha mang tội lớn với dân, con nhìn câu dung thần lấy lời phái khuyên cha đức phụ lang không màng phu nhân báo tin chồng mình theo cha cướp sang hà cắm tóc lên như đường dài hồ kiệt nhai đưa thơ đang cấp bách, xin nguyên soái tiếp lo toan. Thiếu tướng, khí cụ tối tân tinh nhuệ, quân sư đoàn hùng liệt quay phong, thiên tạm quân tư khởi quốc kỳ, nhắm kinh địa hôi trào cứu viện. Khi nước đo ngang gặp cơ nổi biến, thân làm trai ta. Loài gian tướng sang hạ gì toàn dân nát đau màng thường cách chúa tham khổ thần